Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay My Bitcoin sẽ gửi tới mọi người dự án ATM Protocol nhận token ARLT nha các bạn. ARTT. Thì hiện tại con ARTT này thì đã list trên Uniswap rồi. Và cái unrep này là sẽ có giới hạn nha các bạn. Cho nên các bạn cố gắng làm nhanh nha. Thì hiện tại một con token ARTT này các bạn sẽ nhận được là khoảng là 2 đô rưỡi nha. Thì để tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn vào link dưới phần mô tả. Các bạn đầu tiên thì các bạn mở cái link cái bài viết trên tờ Twitter của nó ra cho mình nhé. Tiếp theo thì các bạn mở cái form ra giúp mình luôn nhé. Thì ở liền lại cái thông tin form này thì mình sẽ để cái link dưới phần mô tả cho các bạn nhé. Các bạn mở cái link bài viết trên tờ Twitter của dự án ra. Sau đó thì các bạn mở cái form ra giúp mình luôn nhé. Tiếp theo đó thì chúng ta làm cái nhiệm vụ sau. Đầu tiên thì ở bài viết mà các bạn mở bài viết ra nhé. Thì ở bài viết này các bạn tiến hành follow này, like này, chia sẻ và đặt câu hỏi bất kỳ dưới cái bài đăng này nhé. Thì các bạn mở ra, các bạn ấn vào link, sau đó các bạn mở cái bài viết trên tờ Twitter của nó ra. Thì ở trên bài viết này, ở bài viết này thì đầu tiên thì các bạn nhớ follow nó nhé. Thì để follow thì các bạn ấn vào cái avatar của nó này. Các bạn ấn vào cái avatar của nó này. Thì nó sẽ nhảy ra tờ Twitter của dự án thôi. Thì ở tờ Twitter dự án này thì các bạn tiến hành theo dõi. Sau đó các bạn quay trở lại nhé. Hoặc là hình như là cái bài viết này nó ở bài game luôn các bạn. Thì ở bài viết là game luôn. Thì sau khi các bạn theo dõi xong này thì các bạn kéo xuống đây. Thì ở bài viết này này, bài viết đã game đầu tiên này, lúc ngày 19 tháng 10 này, các bạn tiến hành like. Sau đó các bạn ấn vào nút chia sẻ. Chúng ta chia sẻ bằng bình luận lại. Chúng ta chia sẻ bằng bình luận nhé. Thì chia sẻ và đặt câu hỏi. Chúng ta không cần bình luận nào đâu các bạn. Các bạn tweet lại một cách trực tiếp luôn nhé. Các bạn chia sẻ lại một cách trực tiếp luôn. Các bạn chia sẻ lại bài đăng này. Thì sau khi chia sẻ xong thì các bạn ấn vào cái phần bình luận này này. Cái hình tin nhắn này này. Các bạn ấn vào. Sau đó các bạn đặt một câu hỏi bất kỳ về dự án này nhé. Thì để đặt câu hỏi thì các bạn vào Google dịch đó. Các bạn muốn hỏi câu gì cũng được nhé. Các bạn lưu ý là đừng hỏi giống mình nhé. Hỏi giống mình là nhiều khi nó chết được rồi các bạn. Dự án này kết tổng cung là bao nhiêu? Thì ví dụ như vậy thì các bạn cứ dịch ra từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Chết rồi, mình đang nghe tiếng Việt đây, mình chỉnh lại tiếng Việt nhé. Thì dự án này có tổng cung là bao nhiêu? Thì các bạn đặt câu hỏi tương tự như mình thôi, hoặc là các bạn có thể ghi là hiện tại token đã và đang list trên các sàn giao dịch nào. Đấy, các bạn cứ đặt câu hỏi như vậy nè. Hoặc là các bạn có thể là thì các bạn hỏi câu hỏi bất kỳ thôi. Thì là dự án gì đấy, dự án có phải là một nền tảng
Delphi không? Đấy như vậy thôi. Thì mình sẽ mình hỏi câu này nhé. Dự án có phải một nền tảng Delphi không? Đây. Đấy thì các bạn cứ hỏi là nó list trên dự án hiện tại, token của dự án thì hiện tại list trên sàn nào, hoặc là các bạn hỏi là tổng cộng bao nhiêu của dự token của dự án có tổng cộng bao nhiêu, hoặc là dự án có nền tảng Staking hay là Gfarming gì đó. Các bạn cứ ghi ra, sau đó các bạn copy lại cái dòng câu hỏi của các bạn copy lại nhé. Đấy. Sau đó các bạn quay trở lại với bài viết của nó này, các bạn trả lời bình luận của nó, các bạn đi dán lại bình luận, các bạn dán lại câu hỏi của các bạn. Sau đó các bạn ấn nút trả lời. Đấy. Thì sau khi trả lời xong thì các bạn ấn vào cái bài viết của nó lại nhé. Các bạn ấn vào bài viết luôn. Bạn ấn vào bắt cây vô đây này. Các bạn ấn vào bên hông đây này. Thì sẽ nhảy ra như này, thì các bạn sẽ gặp được cái bình luận của các bạn thôi. Thì đây là bình luận của mình này. Sau đó thì các bạn copy lại cái bình luận của các bạn nhé. Các bạn copy lại cái link bình luận của các bạn. Thì để copy thì các bạn nhìn ở dưới phía bình luận của các bạn sẽ có cái dấu mũi tên lên này nè. Thì các bạn chọn vào dấu mũi tên lên này. Sau đó các bạn chọn sao chép liên kết đến từ Wix. Đấy. Tiếp theo đó thì các bạn quay trở lại cái form. Thì trên cái form thì các bạn kéo xuống đây. Thì ở phần link your to question on Twitter này thì nó hỏi là cái link bình luận của các bạn á, cái câu bình luận câu hỏi, cái câu hỏi bình luận của các bạn trên bài viết của trên Twitter thì các bạn dán cái bài, các bạn dán cái câu bình luận của các bạn vào đây. Đấy. Các bạn hiểu không? Đơn giản thôi mà. Thì các bạn bình luận lại trên cái bài viết này, các bạn đặt câu hỏi bình luận lại trên cái bài viết này. Sau đó các bạn copy lại cái link bài viết, các bạn copy lại cái link bình luận của các bạn, câu hỏi của các bạn á. Sau đó các bạn dán vào form. Như vậy thôi. Như vậy thôi. Đấy. Thì sau khi dán xong thì các bạn để đây. Các bạn để đây nhé. Tiếp theo thì các bạn mở, các bạn tham gia, các bạn vào link thứ hai, các bạn tham gia nhóm của nó nhé. Thì mình sẽ để link nhóm ở dưới phần mô tả cho các bạn tham gia nhé. Thì sau khi các bạn tham gia xong thì bên trong nhóm các bạn điền lại các ký tự như sau. Đây. Các bạn copy lại, các bạn điền lại giống như mình nhé. Đây này. Các bạn join vào nhóm đây này. Các bạn join vào nhóm, sau khi join vào nhóm xong thì các bạn thêm một người bạn vào nhóm nhé. Và các bạn điền lại biểu mẫu sau. Các bạn bình luận lại trên nhóm bằng biểu mẫu sau. Thì các bạn join vào. Chúng ta tiến hành join. Thì sau khi join xong thì các bạn bình luận lại ở trên group của nó này, thì nhiều người cũng bình luận này, giống như thế này này. Thì các bạn copy lại cái mình này. Đấy. Các bạn bình luận lại cái biểu mẫu như sau. Đầu tiên là username Telegram, thì các bạn điền lại username Telegram nhé. Các bạn điền lại username Telegram của các bạn này. Username Telegram thì các bạn vào phần cài đặt setting á, các bạn copy cho mình cái username Telegram của các bạn nhé. Tiếp theo là username Twitter. Username Twitter thì các bạn điền lại cái username Twitter của các bạn nhé. Các bạn quay trở lại tường nhà này. Sau đó các bạn chọn avatar này. Các bạn chọn một hồ sơ, các bạn copy lại cái username Telegram, Twitter của các bạn nhé. Sau đó các bạn quay trở lại group của nó này, các bạn dán cái username Twitter của các bạn vào đây này. Tiếp theo là link question. Cái link question là cái link hồi nãy mà bạn bình luận đấy. Cái link hồi nãy mà bạn bình luận á, các bạn vào đó lại, các bạn copy lại nhé. Đây này, của mình đây này. Các bạn sao chép liên kết đến Twitch. Đấy, các bạn sao chép lại cái link bình luận của các bạn nhé. Sau khi sao chép lại cái link bình luận của các bạn xong thì các bạn quay trở lại với group của nó, các bạn dán cái đường link của các bạn vào đây. Đấy. Tiếp theo là address ERC20, địa chỉ quý. Địa chỉ quý thì các bạn vào WeTrade Wallet hoặc là MetaMask hoặc là Mizer Wallet nhé. Các bạn copy lại địa chỉ quý ETH giúp mình. Sau đó các bạn quay trở lại group của nó, các bạn dán địa chỉ của các bạn vào đây. Đấy. Sau đó các bạn tiến hành gửi đây thôi nhé. Các bạn nhớ điền đầy đủ thông tin nhé. Username Telegram này của các bạn này, username Twitter của các bạn này, và link question. Cái link question này là cái link mà các bạn đặt câu hỏi dưới cái phần bình luận dưới bài viết của dự án ấy, mà hồi nãy mình hướng dẫn các bạn kiểm tra.
hướng dẫn các bạn đặt câu hỏi ấy. Sau đó thì các bạn ấn vào gửi đi thôi. Đấy. Tiếp theo đó thì các bạn ấn vào avatar của trên group của nó này. Thì cái group của nó các bạn ấn vào avatar, cái hình vuông, cái hình tam giác này này, các bạn ấn vào. Sau đó các bạn chọn vào hình thêm ông người này này. Cái hình dấu cộng ông người này. Sau đó các bạn thêm một người bạn bất kỳ vào nhé. Thì các bạn thêm ai cũng được. Các bạn muốn thêm bao nhiêu cũng được, mà tối đa là một người nhé. À, tối thiểu là một người nhé. Thì các bạn thêm một người cũng được nhé. À, thêm một người thôi. Đây mình thêm bao nhiêu cũng được. Đấy. Rồi sau khi thêm xong thì các bạn mình còn cái nhiệm vụ nữa là các bạn quay trở lại cái form nhé. Các bạn quay trở lại cái form của các bạn. Thì trên cái form á thì các bạn điền lại cái username Telegram của các bạn này. Chết nhầm. Đấy, các bạn điền lại username Telegram của các bạn nhé. Tiếp theo là tờ Twitter username thì các bạn điền lại cái tờ Twitter của username mà giống như cái là các bạn vừa khai báo ở trên cái group của nó nhé. Đấy. Tiếp theo là địa chỉ ví, thì địa chỉ ví thì các bạn copy lại cái địa chỉ ví ETH của các bạn thôi. Sau đó các bạn dán vào form đây, trên này. Thì cái link question này thì để nguyên. Còn phần do Telegram ID này thì các bạn điền cho mình là A cộng Nguyễn Văn Đài 995 nhé. Đó như vậy thôi. Thì để lấy link red thì các bạn cứ lấy cái username Telegram của các bạn, kêu red của các bạn nhập cái username của các bạn vào đây là thành link red của các bạn thôi. Thì sau đó các bạn kiểm tra lại thông tin rồi các bạn gửi form đây thôi. Và hình như là cái con này nó diệt trong vài giờ các bạn ạ. Mình thấy là nó về rồi á, có nhiều người về rồi. Hồi nãy mình thấy có nhiều người về rồi. Còn chút nữa thì quên các bạn ạ. Tự nhiên nhập Telegram của mình. Đấy. Cái phần này các bạn điền lại A cộng với bằng đài 995 với mình nhé. Rồi sau đó các bạn tiến hành ấn vào nút submit, chúng ta tiến hành gửi form đi thôi. Và đợi token nó phân phối về. Thì như vậy là video mình hướng dẫn các bạn nhận một token ARTT để list Uniswap đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.